Hôm nay mình là theo anh Tùng đến ấp Lương Ngãi, xã Mỹ Lương, cái bè Tiền Giang để cưa cây sao này nha cả nhà. Đây, anh Tùng đang leo nha cả nhà. Cây sao này cũng rất là cao nha cả nhà. Anh Tùng đang đo nha cả nhà, đang đo cái sao đấy một chút cưa theo cái dấu đó đó. Xin cảm ơn tất cả đã ủng hộ kênh Lâm Phạm Tiền Giang trong thời gian qua. Lúc này kênh của mình cũng sụt view, nó xin tất cả mọi người ủng hộ kênh mình. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh Tùng bắt đầu leo lên tới lên đầu từ từ nha. Trời bắt đầu có hai những hạt mưa rồi nha cả nhà.
sờ ra dưới này, dưới này chẳng thấy em. All right.
cục. Đã hoàn thành xong cái sao nha cả nhà. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn video mới tiếp theo nha.